Alo các bạn ơi, mình quay các bạn xem là mình đang đứng ở cái hãng mình đây nha. Là coi như là bữa nay thứ bảy, mình đi làm thứ bảy ngày 28 tháng 11. Rồi bây giờ mình hết giờ làm việc rồi. Mình quay cái cảnh ở ngoài chỗ cái trước hãng mình cho hello, hello cho các bạn xem nha. Đây phía trước mình là hai người bạn gái đang đó là Ella và tên là Ella và Nicole. That's my colleague. Ơi cao liệt nhở. Xin chào các anh em nhở. Chết. Đấy mình quay cái cảnh đó, hãng mình trước đó là người ta hết giờ làm việc và người ta đi về. Đó. Và hai hai đồng nghiệp kinh coi như là hút thuốc phi phèo. Phụ nữ ở Đức giờ hút thuốc dữ lắm. Đi bay là xuyên là dung phao. Ok đó, bây giờ mình lên xe đây. Chết. Đấy. Rồi, bây giờ mình lên xe rồi. Bây giờ mình đi về các bạn ơi. Mình đi ra cái cổng, cổng này là cổng ở hãng gì ra nha các bạn nha. Bữa nay là bên nước Đức là lạnh lắm á. Sáng nay là mình đi làm là âm 2 độ lúc 5 giờ rưỡi sáng á. Âm 2 độ C. À, nước Đức bây giờ là nhiều việc lắm đó các bạn ơi. Nhất là các bạn trẻ đó, hãng mình nó nhiều việc lắm, phải làm thứ bảy á, làm thêm thứ bảy á, thì làm thêm thứ bảy thì hãng trả thêm mình 25% với lại trả thêm mình tiền một lần như vậy là coi như là khi 25 euro một ngày, có khi 50 euro tùy theo. Đấy, bây giờ mình đi ra ngoài đường này nè. Rồi mình trên đường mình đi về thì từ nhà mình cho tới hãng là 15-16 cây số á. Ở đây cái hãng mình là nhiều việc lắm đó. Rồi các bạn nào, bạn trẻ nào là thích làm thì tới làm. Công việc ở đây là vô là coi như là người ta hướng dẫn là mình biết liền rồi. Mình biết làm ngay à, chừng khoảng thời gian chừng một tháng à, là mình biết làm ngay à, chứ không có phải khó thì đâu. Ở đây hãng mình mấy bây giờ là trong hãng của Đức á, bây giờ mấy người mà ngoại quốc làm nhiều lắm đó. Chứ người Đức thì ít rồi. Đa số người ngoại quốc không à, người Afghanistan, người Iraq, người Kosovo, người Syrian, người Châu Phi nè. Rồi cũng có người của các xứ châu Á mình như là Thái Lan nè, Philippines nè, Việt Nam nè. Mình làm cái clip này á, mình cũng chia sẻ với các bạn mà
ở Việt Nam mà các bạn trẻ mà qua đi học cái ngành hotel với lại nhà hàng á, học xong ra rồi là coi như là không có việc làm luôn, tại vì bây giờ mùa trước mùa Covid là đã là cái ngành nhà hàng với lại nhà hotel là nó không có ổn định về giấc, và thứ bảy chủ nhật phải đi làm, ngày lễ phải đi làm, và ngày lễ thì đâu có được tiền đâu, cái chế độ nó đâu bằng đâu mà những bạn nào ở Việt Nam mà qua đây học cái ngành nghề đó là coi như là chết tôi luôn á. Có những ngày học xong nghề rồi ra là không có việc làm và lương thấp nữa, mà những cái ngày đó lương thấp thì người Đức cho đâu có làm đâu, ai kẹt lắm người ta mới làm thôi. Trời, bữa nay sương mù dữ á. Mình chia sẻ với các bạn là mình có thấy trên báo của Đức á, là nó đăng là ở cái tiểu bang Brandenburg á, ở Berlin á, là tiểu bang ở Berlin á, là trên đường Autobahn, đường xa lộ số 12 mà từ Berlin đi ra Frankfurt Oder á, là nó có một cái hãng của ông tỷ phú ông Elon Musk. Ông này ông mở cái hãng mà sản xuất, ông là chủ hãng xe điện Tesla, xe điện á, của Mỹ á. Mở cái hãng đó và thấy có coi như là người ta thuê người á, nhận khoảng chừng khoảng 2.000 công nhân chứ không ít đâu, nhiều đó, mà mức lương á là coi như là brutto nha, là chưa chịu thuế, khoảng 3.500 euro nếu mà các bạn nào có nghề nghiệp nha. Còn mà không có nghề nghiệp á, thì mức lương brutto là 2.700 2.800 euro. Đó là mình thấy quảng cáo trên trên báo á, mình chia sẻ cùng các bạn nào ở gần cái chỗ đó, ở gần tiểu bang Brandenburg thì các bạn có thể liên lạc tới đó để mà làm. Ồ, hôm nay trời sương mù quá trời luôn, sương mù đây cách đây cũng 3 4 ngày rồi nó xong sương mù quá trời luôn. Thời tiết nước Đức bây giờ là tuần sau rồi từ từ nó chuyển qua mùa đông rồi. Tuần sau là tháng 12 rồi các bạn ấy. Là nước Đức là đang chuyển qua từ mùa thu qua mùa đông. Ở cái hãng mình á, thì các bạn trẻ nào á, mà nhanh tay nhanh chân chút xíu á, là làm được à, với lại phải kiên trì. Chứ còn các bạn nào mà chậm chạp quá thì mình thấy là ở Đức mà chậm chạp quá cũng không có khả năng để làm việc đâu, phải có tác phong phải nhanh. Mà ở đây đa số các người ngoại quốc á, thì các người Việt Nam mình á, là học rất là nhanh, mình phải nói vậy. Chứ còn những người mà nước khác á, giống như người Afghanistan hoặc là Iraq hoặc là Iran hoặc là Syria, mấy dạng những người đó, trời ơi, nhiều khi có những người không, tại vì nước Đức nhận những người đó vấn đề mà tị nạn mà cách đây vài ba năm á, họ vô làm họ không biết tiếng Đức luôn, thành ra cũng khó chỉ lắm, mà họ học rất là chậm luôn, mà trẻ chứ đâu phải là lớn tuổi đâu, chừng khoảng 25, 20, 25, 27 tuổi mà trời ơi mình chỉ mà họ không có nhận thức được cái vấn đề là họ không có biết tiếng luôn. Mà tại vì hãng á, là cần cần người để mà làm, thành ra nhận những người này vô. Tương lai hãng cũng nhận thêm người để mà làm ca đêm á. Nếu mà làm ca đêm á, thì có tiền ca đêm một tháng thu nhập nó khoảng mình nghĩ là khoảng từ 150 đến 200 đồng nữa. Hiện giờ là hãng mình thì chỉ có 2 ca thôi, ca sáng và ca chiều thôi, nhưng mà tới đây là chắc là công việc nó nhiều á, thành ra là hãng muốn nhận thêm người để mà làm thêm cái ca 3 ca luôn.
cả sáng, cả chiều, cả tối luôn. Thì các bạn trẻ mà các bạn có sức á, thì các bạn coi như là vô cái hãng này làm, mà chịu khó làm á, thì nếu mà hai vợ chồng làm á, chừng khoảng chừng chục năm á, là cũng có tích lũy tiền, cũng có thể là mua được nhà rồi. Đây ở Đức dùng cho mình đây nè, đa số người Việt Nam mình ta làm thì người ta cũng tích lũy tiền á, rồi xong người ta có được số tiền, thí dụ như mua căn nhà khoảng chừng 200.000 euro thì có được 100.000 euro hoặc là 70 gì đó, 70.000 gì đó, thì người ta vay nhà băng trả trong vòng 30 năm đấy, nếu các bạn còn trẻ kìa. Chứ còn từ 40 tuổi trở lên thì mình không dám nói với các bạn là trẻ kìa, mà phải có kiên trì kìa, chứ đừng có mà qua đây rồi chán nản là coi như là thất bại hết. Tại vì ở đâu mình cũng phải làm trơn trọi, chứ nước Đức thì mình tự mình làm, chứ còn trẻ mà đâu có ai mà xã hội nào mà giúp cho mình hoài đâu. Người ta chỉ giúp cho mình khi mà trường hợp mình mới đặt chân nước Đức, hoặc là mình những người mà tị nạn rồi này kia, trong ổn định cuộc sống trong vòng 6 tháng rồi thì cũng phải đi làm, sở lao động nó gửi giấy tới nó kêu đi làm. Mà thật ra ở nước Đức này trong cái mùa Covid này là cái hãng mình là nó nhận người, chứ còn mình thấy những hãng khác là nhiều khi có những ngành nghề mà do cái ảnh hưởng của dịch bệnh này nó còn đóng cửa hãng luôn á, thải người luôn á. Chứ còn các bạn mà làm cái ngành nhà hàng và khách sạn là cái ngành nó ra lương thấp lắm. Người Đức nó đâu có chịu làm đâu. Tại vì thứ bảy chủ nhật là phải nghỉ. Thứ bảy chủ nhật nghỉ, mà cái ngành nghề đó thứ bảy chủ nhật phải đi làm, rồi nghỉ lại ngày thứ hai hoặc thứ ba gì đó. Thứ hai nữa, người ta nếu mà làm công nhân hãng á, thì người ta nghỉ lễ có tiền luôn. Một năm ở nước Đức tới mười mấy ngày lễ chứ bộ, khoảng 14 ngày lễ trong năm á, khoảng đó tùy theo tiểu bang. Và nghỉ lễ vậy thì hãng trả tiền 100% luôn. Rồi chế độ bị ốm á, nghỉ bệnh á, thì có giấy bác sĩ nghỉ bệnh á, thì hãng cũng trả tiền 6 tuần lễ, hãng trả tiền. Còn khi mà những cái bệnh mà nặng mà kéo dài qua tới từng ở thứ bảy thì hãng bảo hiểm nó trả cho mình 68%. Theo mình biết bây giờ là 68%. Nó có chế độ, với lại làm hãng á, có tiền nghỉ phép nè, một năm được 2 mùa. Rồi tiền Giáng sinh nữa, như tháng 11 này là lương tháng 11 này là hãng á, người ta có cho tiền Giáng sinh á, cũng đỡ. Rồi có tiền thưởng, nếu mình làm trong có năng suất thì có tiền thưởng nữa. Mình nói cái clip này thì các bạn nào mà ở Việt Nam mà mới qua học nghề, mình nghĩ những cái nghề mà các bạn học cái ngành nhà hàng này kia là mình nghĩ là bây giờ chết đứng luôn. Tại vì cái mùa dịch Corona này, tất cả là chính phủ bây giờ là nó đóng cửa mấy nhà hàng, chỉ cho bán người ta tới người mua về ăn thôi. Thành ra công việc nó ít lắm, đâu có ai nhận mình đâu. Mà theo đuổi những nghề đó là coi như là tiêu luôn á. Và mình nghĩ chắc các bạn từ Việt Nam qua thì các bạn nên đi, thí dụ như là một người bạn gái tìm một người bạn trai nào đó, hai người phải hợp tính nhau thì thuê chung một căn hộ mình ở, rồi tìm việc làm thì mỗi người gánh phần nữa. Nó nếu sau này thì hai người hợp tính nhau mà có thể là thành lập gia đình đó thì cũng được, tốt. Còn không thì thôi, cũng giống như là hai người mình ở giống như partner ở Đức, nó có những vấn đề partner mà ở chung nhau, hoặc là hai người bạn nam, hoặc là hai người bạn nữ, tùy theo cái vấn đề mà bạn bè của các bạn mà các bạn tự quyết định. Mình thấy cái đó là hay nhất, chứ đừng có đi một mình. Rồi các bạn mà mới qua đây là các bạn phải cố gắng là phải học cho mình cái bằng lái xe, thí dụ giống như mình đi làm hãng ở đây vậy.
tại vì ở Đức á, là cái hãng xưởng đâu phải nó nằm ở thành phố như ở bên Việt Nam mình đâu, nó nằm ở khu công nghiệp nè, mà khu công nghiệp mình nằm ở xa dân khu dân cư, mà đâu có xe bus xe này kia đi đâu, mình phải có xe nhà mình đi chứ. Mình ra là các bạn là phải học học được cái bằng lái xe, còn mua xe thì nó không có khó đâu, mua xe nhiều tiền thì mua nhiều tiền, ít tiền mua ít tiền, cái xe vài ba trăm cũng có, mà xe 1-2 ngàn đồng cũng có luôn. Đó là mình chia sẻ cái video clip này cho các bạn, nhất là các bạn trẻ mà qua đây học nghề, mà thấy học nghề gì mà học tới 3 năm trời mà ra làm lương cũng ít quá. Chứ đây khỏi cần học luôn, ở Đức có những nghề đâu có học đâu. Trong hãng mình có những người học nghề sửa xe hơi á, học xong rồi ra đi làm lương còn ít cho cái hãng này nữa, cuối cùng bỏ nghề sửa xe hơi qua vô hãng này làm luôn. Đó là nãy giờ trong cái clip video này mình chia sẻ với các bạn mới á, để các bạn biết cái tình hình dịch bệnh ở nước Đức thì nó đang, nước Đức á, mấy tuần nay là dịch bệnh nó tăng cao dữ lắm. Mà nước Đức có vaccine rồi, cái hãng BioNTech với lại cái hãng Pfizer của Mỹ là hai cái hãng hợp tác nhau, chừng nào bên Mỹ có là bên Đức có luôn. Và nghe bảo là giữa tháng 12 có rồi, sản xuất có rồi, nhưng mà nó chưa có nhiều thôi, phải đợi qua quý 1 của năm 2021 thì mới là có sản xuất ra mới nhiều. Rồi đó, mình đấy, bây giờ mình cái video đây nha, mình về gần tới nhà rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn cái video lần sau nha. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Bye bye.